Philippines tiếp tục nhận thêm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông. Italy hôm 3 tháng 12 là nước mới nhất vừa lên tiếng hậu thuẫn con đường theo đuổi pháp lý của Manila trong cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng. Trước Italy, một số nước khác cũng đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ hành động của Manila, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. Phán quyết chung của tòa không có giá trị cưỡng hành hay trừng phạt vì chưa có một cơ chế thực thi các phán quyết như vậy. Tuy nhiên, theo một nhà nghiên cứu Biển Đông từ Việt Nam, thì dù sao đi nữa, một phán quyết ủng hộ Philippines trong vụ này sẽ là một bất lợi rất lớn cho Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc. Nếu mà Philippines thắng, thì cái lý luận của Trung Quốc sẽ bị bẻ gãy trước cái cộng đồng quốc tế. Cho dù Trung Quốc không đồng ý, thì đó cũng là một cái thắng lợi về mặt chính trị để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc miệng thì nói tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng trong hành động thì không bao giờ tuân thủ luật pháp quốc tế. Luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia tại Canada nghiên cứu vấn đề Biển Đông và luật quốc tế, chia sẻ quan điểm cho rằng Việt Nam được lợi rất nhiều trong vụ kiện của Philippines. Nó là cái cơ sở để cho các quốc gia đàm phán. Cái phán quyết của tòa sẽ là một cái thắng lợi rất là lớn cho công pháp quốc tế và tất cả các quốc gia có liên quan. Năm 2013, Manila đệ đơn kiện, điều mà họ gọi là tuyên bố chủ quyền thái quá vô căn cứ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tháng 10 vừa qua, tòa trọng tài ở La Hay ra phán quyết, khẳng định có quyền phân xử vụ này, cho dù Trung Quốc nhất mực không chịu tham gia vào tiến trình vụ kiện. Tháng rồi, trưởng ngành an ninh Indonesia loan báo nước ông cũng có thể đưa bản đồ chính đoạn của Bắc Kinh ở Biển Đông ra tòa. Một hành động tương tự được trông đợi từ lâu ở Việt Nam, nhưng tới nay Hà Nội chưa tỏ dấu hiệu cho thấy có ý định này, khơi dậy nhiều sự chỉ trích về chính sách không đủ cứng rắn đối với quốc gia cộng sản anh em mà chính phủ Hà Nội bị lệ thuộc rất nhiều.